3 tuổi này hãy chạy ngay đi mua vé số, sắp trúng lớn, giàu to, đúng ngày rằm tháng 3 âm lịch năm 2024. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả, thính giả đã quay trở lại với kênh Đạo sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, theo quan điểm của phong thủy học thì mỗi người sinh ra đều mang trong mình một cái số mệnh khác nhau. Có những người thì được giàu sang phú quý tại thời điểm này nhưng lại xui xẻo bần hàn vào cái thời điểm khác. Không ai là có thể biết trước được cái may mắn sẽ mỉm cười với mình vào cái lúc nào, đúng không ạ? Tuy nhiên, may mắn nó vốn dĩ được cấu thành từ cái cơ hội. Quan trọng là những con giáp này cần phải biết nắm bắt lấy những cơ hội vàng để có thể tận dụng và phát huy một cách triệt để nhất. Các bậc thầy phong thủy cũng cho rằng bước vào tháng 3, đặc biệt là cái ngày rằm tháng 3 âm lịch năm 2024 được coi là cái thời điểm đại cát đại lợi và coi là cái thời điểm để quý vị có thể là bứt phá cái tài lộc tiền bạc. Vận trình thì hanh thông với những con giáp này, giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Đây được coi là cái thời khắc may mắn hiếm hoi và là cái lộc trời ban riêng dành cho những con giáp này. Nhờ được tử vi cát tinh nó soi chiếu nên là nó cũng sẽ giúp cho những con giáp này đỡ vất vả và được hỗ trợ rất nhiều. Vì vậy mà họ sẽ gặt hái được nhiều cái tiền bạc. Có thể nói là may mắn viên mãn đủ đường. Đây quả thật là một cái cơ hội, là một cái phúc lộc vô biên thần tài gửi đến cho quý vị và các bạn. Vậy thì những con giáp may mắn đó là những con giáp nào? Quý vị có nằm trong danh sách những con giáp may mắn này hay không? Đấy. Và trước khi theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay thì quý vị và anh chị đừng quên hoan hỉ đăng ký kênh và ấn vào cái chuông thông báo để liên tục cập nhật những cái video mới nhất của Tử Thông trong cái kênh Đạo sĩ Tử Thông nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu vào nội dung chi tiết ngày hôm nay để biết được mình có nằm trong những con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ trong cái ngày rằm tháng 3 không nhé. Thưa quý vị, ngày rằm ngày 1 là hai ngày lễ quan trọng. Và đây cũng là cái thời điểm mà để cho chúng ta được tĩnh tâm, an nhiên cũng như là gì cầu mong được những cái điều tốt lành nhất đến với mình. Chúng ta biết cái ngày rằm tháng 3 âm lịch năm 2024 nó sẽ rơi vào ngày Đinh Tị. Ngày Đinh Tị thì nó có ngoài hành thuộc thổ, đó, thổ để sinh kim, vậy nên những người bị kim cũng khá là may mắn. Thứ hai là những người bị thổ và thứ ba là những người bị mộc, mộc khắc thổ thì là tài tinh. Bên cạnh đó thì để xét về cái vận may về tiền bạc tài lộc ấy thì đầu tiên chúng ta xét về cái vận may về tiền bạc. Đấy. Thì trong cái ngày rằm tháng 3 âm lịch sẽ có 3 vị thần tài ghé thăm. 3 vị thần tài ghé thăm những con giáp này. Vậy nên là các bạn sẽ may mắn sẽ được nhân 3 trong ngày hôm nay. Đấy. Bình thường chỉ có 1 2 đúng không? Một thần tài hoặc 2, một hoặc 2 thôi, hoặc thậm chí là không có. Như vào những ngày Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là không có, đúng không? Không thần tài đến. Nhưng mà hôm nay quý vị được 3 vị thần tài cùng ghé thăm một lúc. Vậy nên là gì? Quý vị sẽ có rất nhiều cái may mắn và tài lộc. Đấy. Vậy thì chi tiết đó là những thần tài nào và đó là những tuổi nào thì chúng ta cùng xét ngay sau đây nhé. Thì quý vị biết đấy, chúng ta biết là cái ngày rằm tháng 3 mình nó là ngày Đinh Tị đúng không ạ? Đinh Tị thì chúng ta có địa chi tị. Tị thì là lộc của những người có thiên can Bính và thiên can Mậu đúng không ạ? Đầu tiên là ông Bính này. Thứ hai là ông Mậu này. Tiếp đến cái vận thiên tài thì chữ đinh đúng không? Đinh là hỏa, hỏa thì sẽ bị thủy nó khắc, đinh là âm hỏa, đó, âm hỏa thì sẽ bị âm thủy, bị quý thủy nó khắc. Như vậy là gì? Tiếp theo là gì? Là thần tài đúng không? Là thần tài đấy, tôi ghi thần tài nhé. Là thiên tài thì đó là gì? Đó là những người có thiên can là đinh kỷ quý đúng không? Tức là gì? Ông Thiên lộc này. Lộc thì chúng ta sẽ có hai lộc, đó là Bính và Mậu. Thì lấy lộc tệ tị đúng không ạ? Bính là những người có đưa năm sinh là số 6, Mậu là những người có đưa năm sinh là số 8. Và thứ ba là gì? Những người có thiên can quý, tức là đưa năm sinh là số 3. Đó. Như vậy, tất cả những người có đưa năm sinh là 3, 6, 8 thì đều là những con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ trong cái ngày hôm nay, ngày rằm. Đấy. Vậy thì cụ thể nó sẽ rơi vào những tuổi nào và làm thế nào để quý vị có được cái may mắn tài lộc đến với mình? Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái vận trình tài lộc may mắn ấy, thì để có được mọi sự được hanh thông và có được cái công danh tài lộc sự nghiệp phát triển thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình cái vòng tam hợp quý nhân.
Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó nó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn và tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những con giáp này. Đấy. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những con giáp này. Đó. Bây giờ chúng ta cùng xét nhá. Thì để xét xem con giáp nào may mắn nhất thì chúng ta cũng sẽ xét xem cụ thể nó là tuổi nào đã. Vì những người có thiên can bính thì bao gồm tuổi sau này. Chúng ta có bính Tý 1996 này, 1996. Bính Tuất là 1946 đúng không ạ? 1946. Hoặc là 2006. Bính Thân là 1956, 1956. Bính Tý là thuộc thủy này, ngoài thuộc thủy. Bính Tuất là thổ. Bính Thân là hỏa. Tiếp đến Bính Ngọ là 1966. Thì nó quay là thuộc thủy. Bính Thìn 1976. Thì có ngũ hành thuộc thổ. Cuối cùng là gì? Bính Dần là 1986. Ngũ hành là hỏa. Đó. Đó là những con giáp may mắn đầu tiên là những người có thiên can bính. Vậy thì để xét xem trong những con giáp này, trong 6 con giáp này thì tuổi nào là tuổi may mắn nhất, chúng ta lại xét trong cái ngũ hành nạp âm. Đấy. Thì trong ngày Đinh Tị thì nó cũng ngày thổ, thổ sẽ gì? Sẽ sinh ra kim. Vậy nên những người mệnh kim sẽ là con giáp may mắn nhất. Nhưng mà trong 6 con giáp này không có tuổi nào mệnh kim. Thứ hai là mệnh thổ đó. Mệnh thổ thì chúng ta có tuổi là gì? 1946 bính Tuất và 1976 là bính Thìn. Thì nói chung hai con này, hai con giáp này may mắn như nhau đúng không? Bính Thìn sẽ là chỉ số 1 thì bính Tuất sẽ xếp vị trí số 2. Nhưng xét về vận trình tài lộc thì có lẽ là những người tuổi bính Thìn sẽ may mắn hơn. Đấy. Tuổi trẻ làm lao động tốt, đâm ra là nếu mà quý vị chăm chỉ làm ăn, chăm chỉ kiếm tiền thì cái vận may cũng sẽ đến với mình. Bên cạnh đó, khi mà được cái lộc lộc tồn là chiếu mệnh ấy, thì quý vị cũng rất là may mắn, công việc thì hanh thông. Tại vì cái lộc tồn nó là cái lộc trời ban. Đấy. Nó động đến cung nào thì tốt cung đấy, động đến tuổi nào thì tuổi đó tốt. Vậy nên khi mà cái vận lộc nó đến thì quý vị rất dễ có được cái tài lộc như ý, phú quý giàu sang. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi bính Thìn và bính Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình. Tiếp theo tuổi thứ hai đó là những người mệnh mộc. Mệnh mộc thì trong những con giáp này cũng không có tuổi nào mệnh mộc đó. Và chúng ta sẽ còn mệnh thủy và mệnh hỏa. Thì mệnh hỏa sẽ may mắn hơn, được cục diện là hỏa thổ tương sinh. Vậy nên là gì? Mệnh hỏa chúng ta có bính Thân và bính Dần, thì bính Thân sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3, bính Dần xếp vị trí số 4. Những người tuổi bính Thân được cục diện là Thân và Tỵ là lục hợp. Đấy, cục diện lục hợp này nó cũng sẽ mang lại nhiều cái cát tường may mắn cho những người tuổi, cho những người tuổi Thân. Vì vậy trong ngày hôm nay thì những người tuổi Thân làm gì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và cũng có được những cái may mắn tài lộc nhất định. Cái cơ hội đến thì cũng sẽ giúp quý vị nắm bắt được và thu về cho mình một khoản tiền lợi nhuận khổng lồ. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Bên cạnh đó thì những người tuổi Dần lại gặp cục diện là Dần và Tỵ là lục hại. Mặc dù là có lộc nó đóng khung động tốt, nhưng mà quý vị đôi khi cũng phải vất vả, phải chật vật. Nhưng mà tóm lại chật vật mà có tiền thì cũng là ngon rồi đúng không ạ? Vì vậy mà gì? Để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những thị phi thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo cuối cùng chúng ta còn những người mệnh thủy là 1966 bính Ngọ và 1996 là bính Tý. Thì những người tuổi bính Ngọ sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Bính Tý là vị trí số 6, đúng không ạ? Bính Ngọ được cục diện là Tỵ, Ngọ, Mùi là tam hội. Cái cục diện tam hội nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình nó cũng được thuận lợi, hanh thông hơn và cơ may kiếm tiền cũng sẽ dễ dàng hơn. Đó. Còn những người tuổi bính Tý thì Tý tuyệt là Tỵ, nó giàu đất tứ tuyệt, vậy nên là gì? Cái may mắn thì chắc chắn nó không bằng tuổi Ngọ được. Đấy. Nhưng mà những người tuổi Tý cũng đừng vì thế mà buồn phiền nhé, hãy cố gắng lên. Đấy. Vì sao? Vì cái vận may nó vẫn đang chờ các bạn phía trước. Chỉ cần các bạn nắm bắt được cơ hội thì cái tài lộc như ý, phú quý giàu sang cũng sẽ đến với quý vị. Đó là gì? Đó là những con giáp may mắn đấy, được lộc trời ban trong ngày rằm tháng 3. Như vậy là gì? Trong cái ngày rằm tháng 3 âm lịch, chúng ta sẽ có 6 con giáp đầu tiên có cơ hội trúng số đổi đời. Đó là những tuổi sau. Một là 76 bính Thìn,
2 là 1946 là tuổi Bính Tuất, 3 là tuổi 1956 là Bính Thân, 4 1986 là Bính Dần, 5 là 1966 là Bính Ngọ, và tuổi thứ 6 là tuổi 1996 là tuổi Bính Tý. Đó là 6 con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ xét con giáp thứ hai. Đó là những người có thiên can là Mậu. Thiên can là Mậu tức là những người có đôi năm sinh là số 8 thì nó bao gồm những tuổi sau đây. Chúng ta có Mậu Tý 1948 ạ. Đầu tiên là Mậu Tý là 1948, 1948 có ngày thuộc Hỏa. Tiếp theo là gì? Mậu Tuất là 1958, 1958. Mậu Tuất cũng anh là Mộc. Đến Mậu Thân là 1968, cũng anh thuộc Thổ. Mậu Ngọ là 1978, cũng anh là Hỏa. Mậu Thìn là 1988, cũng anh là Mộc. Cuối cùng là Mậu Dần là 1998, cũng anh là Mậu Dần 98 là Thổ. Đó. Đó là những con giáp mà được thần tài chiếu mệnh thứ hai. Thì những tuổi này cũng là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, dễ có được cái tài lộc như ý. Và để xét xem trong những con giáp này có giáp nào may mắn nhất thì chúng ta lại cùng xét về cái nạp âm ngũ hành, đúng không ạ? Chúng ta có những ngày đinh tỵ, nạp âm là ngũ hành là thổ, thổ sinh kim. Như vậy những người mệnh kim sẽ là con giáp may mắn nhất, nhưng mà trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh kim. Thứ hai là gì? Thổ thì hòa với thổ. Thổ đây chúng ta có 1968 là Mậu Thân và 1998 là Mậu Dần. Được. Thì những người tuổi Mậu Thân sẽ may mắn hơn nhé, nó xếp vị trí đầu tiên số 1, Mậu Dần sẽ là vị trí số 2. Những người tuổi Mậu Thân được cùng diện là Tỵ Thân nhị hợp, đúng không ạ? Còn những người tuổi Mậu Dần ấy, 1998 thì gặp cùng diện là Dần và Tỵ lục hại. Vậy đây những người tuổi Thân sẽ may mắn hơn những người tuổi Dần nhé. Đó. Và để tăng cường thêm may mắn thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng cũng được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp đến thứ ba chúng ta xét đến những người mệnh mộc. Mệnh mộc của chúng ta có 1988 Mậu Thìn và 1958 là Mậu Tuất. Đó. Thì hai tuổi này cũng may mắn như nhau. 3 là Mậu Thìn thì 4 sẽ là Mậu Tuất. Đó. Tiếp theo là đến tuổi Mậu Ngọ và Mậu Tý thì tuổi Mậu Ngọ sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Mậu Tý là xếp vị trí số 6. Mậu Tý xếp vị trí số 6. Những người tuổi Ngọ may mắn hơn những người tuổi Tý vì gặp cục diện là gì? Tỵ Ngọ Mùi là tam hội. Còn những ông tuổi Tý thì gặp gì? Tý gặp Tỵ là tuyệt. Vậy nên là gì? Nó không may mắn bằng những người tuổi Ngọ nhé. Như vậy là gì? Những con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày rằm tháng 3 âm lịch ấy thì đó chính là những tuổi sau đây này. Đấy, những cái tuổi này cũng sẽ được thần tài chiếu mệnh và thần may mắn gọi tên cũng sẽ có cơ hội gặp lộc lá trời ban nhé. Thì đó là những tuổi sau này. Thứ nhất là 1968 là Mậu Thân. Thứ hai 1998 Mậu Dần. Thứ ba 1988 Mậu Thìn. Thứ tư 1958 là Mậu Tuất. Thứ năm 1978 Mậu Ngọ, và thứ sáu là 1948 là Mậu Tý. Đó, đó là những cái tuổi mà được thần tài chiếu mệnh thứ hai. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ ba. Những tuổi này cũng dễ trúng số vì gặp cái vận gọi là vận thiên tài. Cái vận thiên tài tức là gì? Cái may mắn trời ban nó đến một cách bất ngờ và thường là nó gì, nó không chính thống, đâm ra gọi là thiên tài. Đấy. Thì nó bao gồm những người có thiên can quý, tức là những người có đuôi năm sinh số 3 ấy, thì bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên chúng ta có Quý Sửu là 1973 đúng không ạ? 1973. Cũng anh là thuộc gì? Mộc. Tiếp đến là gì? 1963 là Quý Mão. 1973 Quý Sửu. 1963. 1963 là Quý Mão đúng không ạ? Quý Mão là cũng anh thuộc Kim. Tiếp đến là 1953 là Quý Tỵ. 1953 thì cũng anh thuộc Thủy. Tiếp theo chúng ta có 2003 cũng anh là Mộc. Rồi. Thêm một ông nữa là ông 1993 là Quý Dậu. Có là Kim. Và cuối cùng là Quý Hợi nhé. Quý Hợi là 1911983. Cũng là Thủy. Đó. Đó là 6 con giáp mà được cái vận thiên tài chiếu mệnh trong ngày rằm tháng 3. Thì đây cũng là những con giáp dễ có cơ may trúng số đời đời nhé. Vậy thì chúng ta cùng xét xem tuổi nào tuổi may mắn nhất trong những con giáp này nhé. Thì chúng ta biết cái ngày đinh tỵ ngũ hành là Thổ. Đó. Thổ đấy sinh Kim. Kim ở đây, chúng ta có 1963 Quý Mão và 1993 là Quý Dậu.
Nhưng mà những người tuổi trong ngày Đinh Tị thì những người tuổi Quý Dậu sẽ may mắn hơn. Nói sẽ vị trí số 1 nhé, số 1. Do là cục diện là gì? Tị Dậu Sửu tam hợp, vừa được gì ngũ hành nạp âm sinh cho, vừa được thần tài chiếu mệnh, lại vừa được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên đây là một trong con giáp cực kỳ may mắn trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, con giáp may mắn thứ hai đó chính là những người tuổi Quý Mão, là con giáp may mắn thứ hai. Đó. Tiếp theo, chúng ta xét những người mệnh thổ. Mệnh thổ thì chúng ta đây không có, không có giáp mệnh thổ. Thứ ba là những người mệnh mộc. Mệnh mộc của chúng ta có tuổi Quý Sửu và Quý Mùi. Thì Quý Sửu và Quý Mùi thì những người tuổi Quý Sửu sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. Quý Mùi sẽ xếp vị trí số 4. Đó. Do là gì? Quý Sửu cũng được cục diện là Tị Dậu Sửu tam hợp, còn Quý Mùi chỉ được tam hội thôi. Và cuối cùng là 1953 Quý Tỵ và 1983 là Quý Hợi. Thì Quý Tỵ nó sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Và Quý Hợi thì xếp vị trí số 6. À, những người tuổi Quý Hợi thì gặp cục diện là Tỵ Hợi tương xung. Nói chung trong ngày hôm nay gặp cục diện tương xung ăn ngữ, mặc dù cái lộc nó đáo ở cung nào cũng tốt, cũng mang đến cái may mắn tài lộc cho chúng ta, nhưng nó ở được những cung sinh thì nó sẽ đẹp hơn đó. Như vậy là gì? Tỵ Hợi là tương xung thì nó lại gặp cái những cái trắc trở nhất định. Vì vậy những người tuổi Hợi ấy, hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Hợi. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày rằm tháng 3 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.